Thật sự là mình rất là hoang mang khi một nơi bán hàng chính hãng có tiếng lại bán những mặt hàng như thế này. Áo Champion chính hãng mà một củ mua được 5 cái còn thua local brand nữa thì hơi su nha. Cũng là cầm một củ đi review mà hôm nay mình đi nó rất là lạ nha mọi người. Chuyện là từ trước tới giờ các bạn cũng đều biết là bên Cham Cham Authentic này là một cái nơi bán hàng hiệu rất là nhiều. Từ phụ kiện cho tới quần áo của những brand nổi tiếng thì bên đây đều có. Như đây là cái nón Stussy của Lisa đội trong một tiếng thôi mà cháy hàng trên toàn cầu nè mọi người. Khúc này là còn vô tư giới thiệu cho mọi người mấy cái brand của bên này chứ chưa tới cái khúc Sugana nè. Nói chung thường là những cái brand này mọi người đã thấy nhiều ở trên kênh mình rồi, như là Antisocial này, MLB hay là Rip and Dip. Những cái brand nước ngoài này phải nói là thiết kế của nó cực kỳ đẹp luôn, như con Stussy này là quá tới công chuyện. Đang xem mẫu xem giá trên iPad mà tự nhiên thấy cái gì nó hơi khựng khựng nghe. Áo Champion chính hãng mà chưa tới 200 cành là một dấu hỏi lớn nha, không phải là cái gì rẻ thì cũng bán được đâu. Hỏi ra mới biết là chương trình tới ngày 4 tháng 9 và số lượng có hạn mới được cái giá đó. Mỗi ngày sẽ có một vài mẫu và tem tạc vẫn còn đầy đủ. Cam kết chính hãng tới chọn đời phát hiện pha ke đền gấp 10 lần, đây là chính miệng nhân viên ở đây nói nha mọi người. Rồi ok luôn, bay chưa tới cũ vui vẻ.